từ năm 2016, khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và giảm tài trợ cho các nhóm hoạt động lật đổ ở nước ngoài, giới chức cộng cờ vàng đã dần giã hàng và tan vỡ để rồi co cụm thành một bộ phận nhỏ eo uột, hoạt động chống phá trên không gian mạng là chủ yếu. Tự cô lập mình bằng thái độ hằn học hận thù, họ đã mất khả năng đồng cảm với người dân và thấu hiểu các vấn đề thực tiễn mà đất nước đang đối mặt. Vì vậy, mỗi lần lên giọng dạy chính phủ và người dân Việt Nam cách yêu nước sao cho đúng, các nhà chống cộng có thể đưa ra các giải pháp rất phi thực tế, gần như lơ lửng trên mây. Ta có thể thấy điều đó trong một bài đăng hôm 10 tháng 8 trên fanpage của băng đảng Việt Tân, nơi Việt Tân đã hối thúc lãnh đạo Việt Nam học cách yêu nước của lãnh đạo Philippines, một đồng minh của Mỹ đang có tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Cụ thể, trong bài đăng của mình, Việt Tân đòi Việt Nam học tập cách phản ứng của chính phủ Philippines sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc gây hấn bằng cách dùng vòi rồng xịt nước lên một tàu Philippines. Số này bao gồm việc chính phủ Philippines triệu hồi đại sứ Trung Quốc để phản đối và việc chủ tịch thượng viện nước này đã tẩy chay hàng hóa và công ty Trung Quốc. Nhìn tổng thể, bài đăng này chỉ lặp lại một mô típ quen thuộc trong nhiều bài tuyên truyền của giới cờ vàng, trong đó họ ca ngợi lối phản ứng của các đồng minh Mỹ trước Trung Quốc, nhân tiện kêu gọi Việt Nam kết đồng minh quân sự với Mỹ và từ bỏ quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Cứ nước nào chơi với Mỹ và đáp trả Trung Quốc một cách mạnh bạo thì họ cho là hay, là đáng học hỏi theo, bất kể khác biệt về tình hình thực tế của Việt Nam và quốc gia đó. Tình hình thực tế đó là gì? Xin chưa xét vội. Trước hết, cần nói luôn rằng, khi đòi Việt Nam học theo Philippines, Việt Tân đã đi ngược lại chính những bài viết tuyên truyền của họ trước kia. Tháng 12 năm 2021, khi Trung Quốc đơn phương đóng cửa khẩu và dừng giao thương với Việt Nam để duy trì chính sách Zero Covid, Việt Tân đã quy cho chính phủ Việt Nam cái tội làm đứt giao thương với Trung Quốc, từ đó làm khổ nông dân. Giờ đây, khi Việt Nam và Trung Quốc đã trở lại giao thương bình thường, sao Việt Tân không nghĩ đến đời sống của nông dân trước khi đòi tẩy chay hàng Trung Quốc chỉ để cho sướng miệng? Hiện nay, Trung Quốc là bạn hàng nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Kim ngạch giữa hai nước trong năm 2022 là 175 tỷ USD, chiếm 1/4 tổng kim ngạch giữa toàn khối ASEAN và Trung Quốc. Từ những con số này có thể thấy, việc giảm giao thương với Trung Quốc sẽ gây hại cho Việt Nam hơn nhiều so với Philippines. Tình hình này không đơn thuần là hệ quả từ chính sách thương mại của chính phủ Việt Nam, mà trước hết xuất phát từ thực tế rằng khác với Philippines, Việt Nam có đường biên giới trên bộ giáp Trung Quốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ Việt Nam kêu gọi tẩy chay hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc bắt chước chủ tịch thượng viện Philippines? Trước khi giải pháp này đem lại bất cứ sự sụt giảm thương mại nào đủ sức lay động Bắc Kinh, nó đã khiến một lượng lớn công nhân, nông dân, tiểu thương và doanh nghiệp Việt Nam điêu đứng. Việt Tân đã từng nghĩ đến viễn cảnh này hay chưa? Hay chỉ vạch ra giải pháp cho sang mồm để có cớ công kích chính phủ Việt Nam? Thái độ vô trách nhiệm và phá hoại của họ trong mọi vấn đề của đất nước khiến họ không phải một đảng chính trị như họ lạm xưng, mà chỉ đơn thuần là một tổ chức chống phá lật đổ. Cũng cần nói thêm rằng, khi so sánh hai chính phủ Việt Nam và Philippines, Việt Tân đã đưa ra những nhận định thiên lệch và méo mó. Trong thực tế, các nhà bình luận nước ngoài đã đánh giá rằng, khi đối mặt với Trung Quốc trên Biển Đông, chính phủ Việt Nam đã áp dụng một chính sách cứng rắn, nhất quán và lâu dài hơn nhiều so với các nước Đông Nam Á khác. Hầu hết giới tài phiệt Philippines, bao gồm các gia tộc chi phối nền chính trị nước này, vốn dĩ có thiện cảm với Trung Quốc vì trong họ có nhiều người gốc Hoa. Đó chính là lý do cựu Tổng thống Duterte của Philippines thân Trung Quốc ra mặt và đương kim Tổng thống Marcos cũng chỉ thay đổi thái độ với Trung Quốc trong thời gian gần đây sau khi chịu sức ép từ phía quân đội thân Mỹ. Nếu chính phủ Philippines đã thống nhất với nhau về thái độ cần có trước Trung Quốc, sao họ không tự đặt thêm rào cản thương mại với Trung Quốc mà phải để một chủ tịch thượng viện đơn phương kêu gọi người dân tẩy chay? Đánh giá như kiểu Việt Tân thì không khác gì xem trọng nước sơn hơn gỗ. Nhìn về lối tuyên truyền của Việt Tân và những trang mạng đội lốt đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, họ từng không ít lần khao khát Việt Nam và Trung Quốc tẩy chay, cấm vận, nổ ra xung đột quân sự với nhau. Bởi khi đó là cơ hội ngàn vàng sẽ đến với họ khi lấy danh nghĩa người Việt yêu nước cầu viện Mỹ, phương Tây, đưa họ về lật đổ thể chế chính trị hiện nay, tiếm quyền điều hành đất nước, nguyện làm tôi tớ trung thành, làm tiền đồn cho Mỹ và phương Tây chống Trung Quốc và bảo vệ lợi ích của Mỹ và phương Tây ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhìn vào tham vọng ảo tưởng này giúp chúng ta giải chiêu trò kích động, đâm chọc chính sách ngoại giao quốc phòng của Việt Nam. Đây cũng là lý do dư luận Việt Nam nhiều lần vạch trần bản chất tay sai, bán nước, vong nô của họ.